video trước thì Kevin đã giới thiệu với các bạn về tổng quan về thị trường ngoại hối, một thị trường rất nhiều ưu điểm, một thị trường giao dịch 5.300 tỷ đô mỗi ngày. Những ưu điểm, những tính thanh khoản của nó rất tuyệt vời mà không có bất cứ thị trường nào có được những cái điều đó. Quay lại cái bài video này thì Kevin sẽ giới thiệu với các bạn là thị trường ngoại hối giao dịch cái gì. Thị trường ngoại hối là thị trường duy nhất khi tiền vừa là hàng hóa vừa là phương tiện trao đổi. Những người tham gia thị trường ngoại hối luôn bán một loại ngoại tệ để có một loại ngoại tệ khác. Ví dụ họ mua hoặc bán đồng yên Nhật lấy đồng đô. Đồng tiền đầu tiên trong cặp tiền tệ trao đổi với nhau sẽ là đồng tiền định giá. Ví dụ đồng tiền định giá của cặp đô yên Nhật là đồng tiền yên Nhật, ta sẽ mua hoặc bán đồng đô bằng đồng yên Nhật. Để rõ hơn cái phần này thì Kevin sẽ chia sẻ sâu hơn về trong cái bài tiếp theo, và khi mà Kevin hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm MT4. Quay lại bài, Kevin sẽ giới thiệu tiếp theo là những loại tiền tệ cơ bản được giao dịch trên thị trường ngoại hối. Những loại tiền tệ cơ bản được giao dịch trên thị trường ngoại hối gồm đồng đô la Mỹ là đồng tiền chính trên thế giới. Các đồng tiền khác cũng đều được định giá trên cơ sở cặp tiền đô Mỹ. Tiếp theo là đồng tiền euro có tổng giá trị lưu thông lớn thứ hai trên thế giới. Đứng thứ ba là đồng tiền yên Nhật. Đồng tiền yên Nhật đứng vị trí thứ ba về khối lượng giao dịch và tính phổ biến đối với các nhà kinh doanh ngoại hối. Tiếp theo là bảng Anh, pound Thụy Sĩ, đô la Úc, đô la New Zealand. Xin chào các bạn, trong những video trước đây thì các bạn đã biết về thị trường ngoại hối là gì, thị trường ngoại hối giao dịch cái gì và những loại tiền tệ nào được giao dịch trên thị trường ngoại hối. Trong bài này thì Kevin sẽ giới thiệu với các bạn về những thành phần cơ bản tham gia thị trường ngoại hối. Những thành phần tham gia cơ bản thị trường ngoại hối gồm các ngân hàng trung ương, cục dự trữ liên bang Mỹ hay còn gọi là Fed, ngân hàng trung ương châu Âu, ngân hàng Anh, ngân hàng trung ương Nhật Bản, ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ, ngân hàng trung ương Canada, ngân hàng dự trữ Australia, ngân hàng dự trữ New Zealand, các quỹ đầu tư, các ngân hàng thương mại. Từng đó các ngân hàng là tham gia chiếm rất nhiều về 80% thị phần. Trong cái bài tiếp theo này thì Kevin sẽ giới thiệu với các bạn về là làm thế nào để kiếm lời trên thị trường ngoại hối. Mục tiêu chính của các nhà đầu tư là mua ngoại tệ ở giá thấp hơn và sau một thời gian bán lại chúng với giá cao hơn, hoặc ngược lại, bán ngoại tệ với một giá cao hơn và mua lại chúng sau một thời gian đó với giá thấp hơn. Sự khác biệt giữa giá mua và giá bán tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư, đây còn gọi là đầu tư chênh lệch về tỷ giá. Trong video tiếp theo thì Kevin sẽ hướng dẫn các bạn cách mở tài khoản giao dịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.